yêu thương bạn, cho nên chắc chắn người ta sẽ không buồn và không giận bạn vì những lời nói mà bạn nói ra. Cho nên khi mà bạn về nhà, bạn nói chuyện với người thân trong gia đình, nói với những người thân yêu của bạn thì bạn luôn luôn sẵn giọng vì bạn tin là người ta sẽ không rời đi. Đó là ý lại. Anh có một đứa con thì cái bạn gái bên kia bạn ngại. Đúng rồi. Và bây giờ anh đặt cái điều đó ngược lại đối với em là anh ngại con em đúng không ạ? Đúng rồi, anh ngại sau này sợ xảy ra trường hợp là con anh con tôi, tại anh có làm bên dịch vụ chuyển tiền, thấy vợ chồng cứ giấu nhau chuyển tiền cho con liên tục, khi chuyển nhiều nhất thì 2 triệu, chuyển ít nhất thì 500, mà cứ giấu như vậy mình thấy nó gọi là không có rõ ràng, không có minh bạch á, cứ giấu, thấy nó không có thoải mái. Xuất phát từ cái đó anh thấy như vậy là người vợ người ta, như vậy là người ta sẽ giấu mình, có thể với người chồng đó cũng có thể là giấu vợ, như thế là sau này kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện rồi lại là ly hôn nữa, rồi lại tan vỡ, lại buồn nữa. Vậy rồi tới chừng nào bạn mới có vợ được? Thì đó thì cũng không biết nữa, giờ khó quá. Bạn... Thôi mời gái giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh cùng toàn thể khán giả đang tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Mỹ Hạnh, em sinh năm 91, hiện tại em đang ở khu vực Đồng Nai. Công việc của em là chủ của một shop mỹ phẩm, cũng kinh doanh, và hai mẹ con em đang sinh sống tại Đồng Nai luôn. Dạ em rất vui vì hôm nay được tham gia chương trình này, tại vì em đăng ký tham gia cũng khá là lâu rồi đó. Rồi mời em trai. Em là Cường, đến từ Bình Dương. Công việc thì là kinh doanh, nhà trọ với cầm đồ. Em là gì Cường? Võ Văn Cường. Võ Văn Cường. À. Em sinh năm mấy Cường? Em sinh năm 1986. Em có ưu điểm với khuyết điểm gì Cường? Em thì ưu điểm thì em sống có trách nhiệm, cũng thương người. Khuyết điểm thì em thường hay nói chuyện kiểu với người ngoài thì mình nhỏ nhẹ, nhưng người trong nhà thì mình có hay cáu gắt, nói nặng lời á. Ủa sao kỳ vậy, sao người ngoài mình nói nhỏ nhẹ mà người trong nhà mình lại nói nặng lời cáu gắt? Vâng. Là em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao vậy không? Em cũng không hiểu, đang cũng nhiều lúc cũng, nhưng mà trong lòng thì vẫn thương người đó. Tức là mình bản tính nó vậy đúng không? Đúng rồi, bản tính như vậy, mình vẫn suy nghĩ là mình biết mình thương người đó và mình cũng kìm nén, nhưng mà nhiều lúc kìm nén không được thì vẫn nói ra. Cái này là em nói được nè, thì anh nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ được. Nhà gái đã nghe rồi, bây giờ tới nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ, hòa đồng, em thương người, giúp đỡ người khác. Cũng chính vì cái ưu điểm đó mà nó cũng khiến cho em trở thành cái khuyết điểm luôn. Tại vì em rất là hay giúp đỡ người khác, cho nên đôi lúc em bị người ta gạt á chị, cũng nhiều chứ không phải là ít. Còn cái khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, nhưng mà nóng thôi chứ em cũng không có làm gì hết. Em nhiều khi em nóng quá, em tức quá thì em sẽ không nói nữa. Bên ngoài xã hội á thì sao cũng được hết, nhưng mà chỉ cần những người trong gia đình của em á, hoặc là người thân, người yêu thương em mà nói những cái lời mà nó hơi nặng á thì em sẽ rất là dễ bị tổn thương. Chết rồi, bên kia thì nói ngọt với người ngoài, còn nói nặng với người nhà đó. Dạ em cũng hơi sợ điều đó, tại vì em đã từng trải qua cái chuyện sống với chồng em cũng na ná giống như vậy á. Em sợ na ná gì luôn á hả? Lúc nãy khi mà em có giới thiệu nơi của em ở là hai mẹ con em đang ở, thì chị Lan cũng đang thắc mắc là không biết là hai mẹ con là em với mẹ hay là em với con. Dạ em với con em ạ. Tức con là em là hiện tại đang 4 tuổi, bé đã đi học mẫu giáo ạ. Rồi ở Đồng Nai chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ đúng rồi, cho nên cũng hơi buồn. Còn nhà đó là mình... Dạ em thuê để em kinh doanh và ở luôn ạ. Bên đây thì vừa có tiệm cầm đồ mà vừa có nhà trọ nữa. Dạ. Nói chung là nếu mà hai bên mà kết hợp với nhau thì cũng... Về chung mối. Về chung mối là cũng khá đó nha. Hai người đều làm chủ hết ha. Em có thể chia sẻ về cái mối tình đó được không? Dạ được ạ. Tụi em thì đến với nhau là do là tụi em làm chung một chỗ tòa nhà Sài Gòn Center bên quận 1 á. Rồi làm chung với nhau một chỗ, cho nên là cũng có nhiều thời gian để mà gặp nhau. Tụi em quen biết rồi kiểu hay đi ăn cùng nhau ấy. Rồi một khoảng thời gian tụi em có quen, rồi sau đó tiến tới hôn nhân. Hai tụi em dọn về ở chung á thì bắt đầu sẽ có những cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra. Điều mà em sợ nhất á là chồng em đánh em, chồng em đánh em. Em đang mang thai, giai đoạn đầu là em bị ngán á, mà kiểu chồng em là đi làm PT, công việc của anh ấy thì
giờ giấc nó không có được cố định. Xong rồi tới 1-2 giờ sáng về là cái thời gian thường xuyên đi về của anh là thời gian đó. Có nhiều lúc em rất là bị tổn thương do thời gian đó là em mới mang thai, em thai nghén mà em lại phát hiện ra những cái vấn đề em rất là buồn, như là em giặt đồ của chồng em thì em thấy rất là nhiều vết son hoặc là nước hoa nữ rất là nhiều. Em có hỏi rồi, xong rồi sau khi hỏi xong thì thay vì hai bên giải quyết được vấn đề á, thì nó lại càng ngày càng trầm trọng hơn. Và đỉnh điểm là chồng em muốn em phá thai, chồng em muốn em phá thai. Em không chấp nhận điều đó. Thật sự là tới bây giờ em vẫn còn rất ám ảnh luôn. Cái điều mà ai cũng gọi là thấy thương hết, đặc biệt là những người phụ nữ bị bạo hành như thế ha, cũng chia sẻ với bên nhà gái nha. Dạ em cảm ơn ạ. Tình trường mình sao? Tình trường em cũng trải qua một đời vợ. Rồi sau thì cũng có tìm hiểu hai ba người nữa, nhưng mà tới hiểu người ta thấy mình có đứa con trai riêng rồi, người ta không muốn tới tiếp với mình nữa rồi thôi. Con trai em mấy tuổi rồi? Con trai em 8 tuổi. Ở với ai? Ở với nội. Em với vợ em lấy nhau bao nhiêu lâu? Được có 3 năm. Rồi em hay cáu gắt chắc? Đúng rồi, em hay cáu gắt. Rồi vợ em ra đi. Vâng. Đó lỗi của em đúng không? Vâng, cũng lỗi của em. Đó, biết nhận trách nhiệm như thế anh nghĩ rằng là được. Miễn sao mình nhận ra cái lỗi lầm của mình là được, và mình khắc phục nó để người phụ nữ sau này đến với mình á, họ không phải chịu cái cảnh mà như vậy nữa. Cô gái bên này có một đời chồng và có một đứa con, và đây là con trai của cổ nè. Thì em cảm thấy như thế nào? Nó có phải là điều cản trở cho trong cái chuyện tình cảm của em sắp tới này không? Cũng có chút xíu. Cản trở về cái gì em? Cái thời gian tìm hiểu đó mình không có nhiều thời gian để sắp xếp. Em nói nó cũng hơi không công bằng lắm ha. Vâng. Tại vì bản thân em cũng đã có một đứa con mà. Nhưng mà vấn đề là tại vì con em ở với nội, em không có nuôi. Nên là em có nhiều thời gian. Còn đây là cô gái người ta nuôi con. Chị Lan lại nghĩ là khi mà bạn nghe câu chuyện này thì bạn dễ thông cảm hơn chứ. Tại vì mình đã có một đứa con rồi mà. Quan trọng là sắp xếp thời gian tìm hiểu thấy hợp mới được. Thật ra là nhà gái cũng phải lao động gấp đôi thì mới đủ tiền để nuôi con. Thì thời gian của người ta cũng không có nhiều. Đúng rồi. Thì mình phải là người chủ động. Thậm chí cô gái bên kia cũng là chủ rất là năng động luôn đó. Không phải đơn giản đâu nha. Chứ cỡ cô gái này thì rất nhiều chàng trai theo đuổi luôn đó. Đúng. Em mong muốn một người yêu lý tưởng của em, một người mà có thể kề vai sát cánh với em như thế nào? Tiêu chí của em là một người đàn ông phải bản lĩnh. Có nghĩa là chấp nhận được những cái rủi ro trong quá khứ của người phụ nữ của mình. Mình chịu lắng nghe, mình chịu chia sẻ, yêu thương con của em. Đó là một cái tiêu chí quan trọng. Rồi, nhà trai, mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào? Biết nội trợ là được rồi. Ngoại hình bình thường, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thôi. Nó thấy bạn này có vẻ chán chán sao á nè. Bạn nào? Em á chị đang đáy lên đây mà. Em không có nhiệt huyết trong chuyện tìm bạn gái hay sao? Em thấy chán chán sao? Hơi nhút nhát mà cũng ít có tiếp xúc nhiều với bạn gái hay sao á? Hơi nhát đúng không? Đúng, hơi nhát. Nhát đúng không? Nhát hay là do gì? Hay là do nghe bên kia người ta có con rồi cái hơi quải? Hơi nhát thôi. Mà nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Trời ơi, hay quá, xuất sắc. Em gái đi với ai? Dạ em đi với một hai bé em với lại con em. Dạ em chào mọi người, chào hai MC. Em là Dương, em là em gái chơi chung nhưng mà cũng khá thân như em trong gia đình. Em thấy nhà trai sao nãy giờ, em đánh giá sao nè? Em thấy anh hơi rụt rè, có vẻ không tự tin nè. Hay là có ai ép anh không? Hay là có ai ép anh không? Con bé hỏi câu đáo để về. Không, không ai hết anh. Hai người mà đến với nhau tìm hiểu với nhau á thì anh có ngại đứa bé không? Chị ngại một chút xíu thôi. Chị ngại một chút xíu thôi. Ngại một xíu là sao Cường? Tại vì em nghĩ sau này trong lúc chăm con ấy thì người ta thường hay nói con anh con tôi ấy, thành sợ cái vấn mấy cái vấn đề sau này ấy.
Trời ơi, bao nhiêu cặp họ cũng vỡ, gọi là lỡ chuyến đò, họ cũng cặp với nhau, họ không, sống thật ra thì cũng tùy tính cách mỗi người, cũng sẽ có những người họ không thích. Tuy là họ có gia đình, họ có con rồi, họ cũng đã lỡ bước rồi, nhưng họ không thích kết nối với một người có gia đình và có con. Thôi để chút mình gặp nhau coi nó có vấn đề gì, xong mình nói ra luôn ha. Hồi nãy con thấy mẹ con khóc không? Thấy mẹ khóc không? Nó chưa biết gì đâu. Thấy không con? Thấy thương mẹ không? Có. Con thương với toàn người mẹ, mẹ mốt mẹ khóc rồi con thấy lâu nước mắt cho mẹ nghe không? Dạ. Trời ơi, giỏi không? Thôi được rồi, bây giờ hai bên gặp mặt đi. Thôi, mở ra. Ok Cường, nào bắt đầu công việc của mình đi. Chào em. Dạ em xin Cường chào. Cũng đẹp trai mà, cũng phong trần mà, mạnh mẽ lên nào. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh, kèm với lại một cái phần ăn mà em đã chuẩn bị từ hôm qua. Và sáng nay em có mang theo, đó là món bò lúc lắc sốt cà phê. Em tự làm tay qua nấu. Làm ăn được không? Không, sáng nay có hâm lại rồi để đem lên nóng. Dạ em chuẩn bị từ hôm qua, nhưng mà sáng nay em mới bắt đầu em nấu và mang tới đây nhờ chương trình hâm lên. Anh thử để coi thử cái tài nghệ nấu ăn của em có đúng theo cái yêu cầu cần một người phụ nữ nội trợ của anh không? Hồi nãy em có nghe là anh tên Cường, sinh năm 86. Em thì 91, nhỏ hơn anh 5 tuổi. Dạ. Mà nhìn em cũng xinh nhỉ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, không biết là anh cảm nhận em như thế nào khi mà mới lần đầu gặp mặt ạ? Nói chung lần đầu gặp mặt thì thấy em xinh. Nói chung là tính cách thì em biết sao, nhưng anh nhìn qua thấy cũng phụ nữ truyền thống đấy. Dạ, em ngon cảm ơn anh. Ngon. Ngon. Đồ ăn á, tôi đang hỏi đồ ăn ngon không? À, đồ ăn nè. Thịt bò ấy quá. Dài quá vậy. Hay lắm. Yeah. Thôi về vị trí ngồi đi Cường. Đó. Bây giờ để ra đồ đây. Mời hai bạn cảm hai nhận bạn về nhau. Chuyện với nhau đi nào. Rồi. Cái tiêu chí mà một người phụ nữ của anh á, hồi nãy thì em nghe thì nó cũng hơi chung chung. Cho nên là em muốn nghe rõ hơn cái người phụ nữ mà anh đặt cái mục tiêu ra trong tương lai á. Tại nhà anh cũng thiếu gì nữa đây. Nói chung là khổ cũng khổ, nghèo cũng nghèo, mà giàu cũng đầy giàu. Chỉ thiếu có vợ thôi. Thì quan trọng người vợ thì bếp núc cho nó sạch sẽ gọn gàng là được. Nói chung là anh thấy em như vậy là cũng là được rồi. Dạ. Yeah. Rồi em còn muốn biết gì nữa không? Anh có thể nói chuyện với mọi người, giao tiếp với mọi người rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái lý do tại sao anh lại gọi là cáu gắt hoặc là khó chịu với những người thân yêu hoặc là những người trong gia đình của mình á, có một cái lý do đặc biệt nào đó không ạ? À? Ví dụ anh nói chuyện với em gái của anh đi, anh sẽ giao tiếp kiểu nó như thế nào? Nhiều lúc cũng như vậy luôn, với cha với mẹ cũng vậy. Cái này á là bạn bị một cái chứng bệnh, đó là bệnh ỷ lại. Dạ. Yeah. Tại vì đối với người ngoài á, bạn biết rằng người ta sẽ không chiều chuộng bạn, không tha thứ cho những cái lời nói của bạn nói ra làm người ta tổn thương. Nhưng bạn ỷ lại một điều rằng gia đình là người nhà, là máu mủ ruột thịt, là những người chắc chắn sẽ luôn luôn yêu thương bạn, cho nên chắc chắn người ta sẽ không buồn và không giận bạn vì những lời nói mà bạn nói ra. Cho nên khi mà bạn về nhà, bạn nói chuyện với người thân trong gia đình, nói với những người thân yêu của bạn thì bạn luôn luôn sẵn giọng vì bạn tin là người ta sẽ không rời đi. Đó là ỷ lại. Anh có một đứa con thì cái bạn gái bên kia bạn ngại. Đúng rồi. Và bây giờ anh đặt cái điều đó ngược lại đối với em là anh ngại con em đúng không ạ? Đúng rồi, ngại sau này á, sợ xảy ra trường hợp là con anh con tôi. Tại anh có làm bên dịch vụ chuyển tiền, thấy vợ chồng cứ giấu nhau chuyển tiền cho con liên tục, khi chuyển nhiều nhất thì 2 triệu, chuyển ít nhất thì 500, mà cứ giấu như vậy mình thấy nó gọi là không có rõ ràng, không có minh bạch á, cứ giấu, thấy nó không có thoải mái. Xuất phát từ cái đó anh thấy như vậy là người vợ người ta, như vậy là người ta sẽ giấu mình, có thể với người chồng đó cũng có thể là giấu vợ, như thế là sau này kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện rồi lại là ly hôn nữa, rồi lại tan vỡ nữa, lại buồn nữa. Vậy rồi tới chừng nào bạn mới có vợ được? Thì đó thì cũng không biết nữa, giờ khó quá. Bạn đưa ra một đề bài rất là khó và tự bạn đưa bạn vào trong ngõ cụt luôn. Yeah. Đúng không? Theo cảm nhận của em á, nếu mà anh muốn thay đổi cái vòng luẩn quẩn đó của anh á, thì anh phải đặt cái niềm tin vào cái người phụ nữ đó. Và khi cái người phụ nữ đó cảm nhận đủ được cái sự mạnh mẽ của anh rồi thì người ta cũng sẽ tin tưởng ở anh. Và cái chuyện mà cô muốn chuyển tiền cho người này người kia, tất nhiên là hai vợ chồng sẽ có một cái quá trình trao đổi, chứ không có chuyện là tôi muốn chuyển bao nhiêu tôi chuyển, anh muốn chuyển bao nhiêu chuyển, là em thấy cái sự liên kết nó không có, cái niềm tin nó không có. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Cái quan trọng lớn nhất là bạn phải yêu thương được con của cái người đối diện.
khi bạn đủ cái tình yêu thương với một đứa trẻ thì bạn sẽ làm hết cho họ. Tới lúc đó bạn không còn phân biệt đó là con của cô gái đó hay là con của mình. Thật ra là có hai vấn đề khi người ta đến với một cái cuộc tình dở dang đó. Đầu tiên là người ta phải yêu cái người con gái đã. Có đôi khi ta yêu người con gái xong ta mới yêu con của người gái đó. Và cũng có trường hợp ngược lại, ta yêu con của người con gái đó xong người ta mới yêu mẹ người gái đó. Thì bạn chưa nằm ở trong trường hợp nào cả. Nó là như vậy đó Cường. Bạn cũng đã nhận ra rằng là khi người ta đến với bạn vì bạn có con riêng cho nên người ta ngại, người ta rút lui. Thì bây giờ bạn lại đưa bạn vào trong cái câu chuyện đó. Thật ra người đàn ông bản lĩnh mình không có sợ điều gì cả. Đúng. Khi mình yêu rồi đó, tất cả đều không có nghĩa gì với tình yêu của mình hết trơn. Tình yêu nó không phân biệt bất kỳ một người nào, không phân biệt giới tính, không phân biệt người đó là có đã ly hôn rồi hay chưa, hay là không phân biệt tuổi tác. Ở đây là bạn đang có cái sự phân biệt rồi. Câu chuyện thế này, thật ra các bạn lớn rồi, các bạn đủ để các bạn đưa ra quyết định của mình. Anh nghĩ bây giờ mình cũng phân tích nhiều rồi ha. Các bạn có thể đưa đến quyết định luôn cho nó nhanh. Các bạn có một cơ hội 30 giây đến đây. Cường cứ nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Em chỉ nói về cô gái này thôi. Em thấy trước mắt em cô ấy như là người như thế nào? Nãy giờ nói chuyện thì nói chung là thời gian nó ngắn, mình cũng không hiểu hết được về nhau. Hy vọng là sau chương trình này mình cứ bấm hẹn hò đi, rồi tìm hiểu tiếp. Nếu được thì tiến tới hôn nhân. Còn các cái vấn đề ví dụ như chi phí gì anh lo hết. Anh có nhà ở Bình Dương rồi. Nói chung là không ngại đi xa, nói chung là thời gian thì anh sắp xếp được. Tại vì anh là tự do tài chính, yeah. Tự do thời gian. Chỉ có là vấn đề ở em thôi. Cường nói rằng em cứ bấm đi, mọi thứ anh lo hết. Nhưng thật sự với cô gái trước mặt, em có một chút gì rung động hay không? Em còn ngại chuyện con cái nữa không? Chút chút thôi. Đó, chỉ băn khoăn điều đó thôi. Bây giờ anh muốn em nói điều gì đó lại về con của cô gái trước mặt em. Sau này em với anh về chung một nhà ấy, con em cũng như con anh. Kề ghế ngồi đi Cường. Quyết định là do em. Nào, để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Em thật sự xin lỗi vì đã không bấm nút. Tại vì tìm một cái người mà thật sự họ phù hợp với mình không phải là ngày 1, ngày 2. Tuy nhiên là cái quan điểm của anh ngay từ đầu về cái người phụ nữ đó cũng nó có giới hạn đối với em á. Thứ nhất là em chưa đủ tin. Đó, chưa đấy. Đủ lòng tin thôi. Anh lên đây ấy, thì nói chung là anh nói cũng có hay. Dạ. Anh biết em nói rất hay. Mà lòng anh thì là xác định rồi. Là anh cũng phải đi chơi. Tại anh cũng có công việc. Tại em chưa tin anh nhiều thôi. Không biết là anh bờ vai anh vững chắc hay không, nhưng mà nói chung là tài chính từ lúc mà lấy vợ tờ là anh lo hết. Em có nghe nhưng mà nãy giờ em cũng chưa có đề cập cái vấn đề tài chính lắm. Thật sự với em đó không phải là vấn đề quá to tát. Ở đây nhà gái không đề cập một chút nào về tài chính. Đúng rồi. Và chúng tôi cũng không yêu cầu bạn là phải lo về tài chính cho chúng tôi. Chỗ dựa vững chắc nó là tinh thần. Cái người phụ nữ khi mà họ đã một lần ly hôn rồi, họ chịu nhiều cái tổn thương như vậy rồi, thì họ cần cái tinh thần rất là nhiều. Ở đây Lan rất là tôn trọng và rất là gửi một cái lời cảm ơn với bạn, vì bạn rất thật thà với cái cảm xúc của mình. Bạn có sao bằng nói vậy? Thôi coi như hôm nay mình không có duyên bấm nút với nhau. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng. Ok, rồi. Cảm ơn em. Mở rào. Rồi, mở rào. Ngủ luôn rồi. Mở rào ngủ luôn rồi đó. Mở ra. Ngủ. Mai đổ nhớ vô cái rào nghe rét 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 rồi đó. Rồi, đây là không gian của tụi em. Hãy thoải mái trò chuyện nha. Bắt đầu đi em. Cho anh ạ. Tặng cho em một con heo, nó đang híp mắt đây rồi. Nó như đang ngủ. Dạ em cảm ơn anh. Đây chị cầm vô. Cảm ơn. À, em tặng anh một cái cây, cây này tên là cây kim tiền. Thì nó có ý nghĩa là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Dạ anh đổi tên thành kiếm tiền được không?
Dạ từ anh. Và thông qua cái cây này em cũng xin muốn gửi một thông điệp ạ. Việc mình chăm sóc một cái cây, muốn cho cây nó phát triển, nó đơm hoa, có trái thì nó cần có cái sự vun đắp. Mình phải hiểu được cái cây đó là tính nó như thế nào thì mình mới có thể chăm sóc tốt và để cho nó phát triển được. Giống như là mình xây dựng một mối quan hệ cũng vậy ạ. Cũng cần phải sự thấu hiểu và vun đắp của cả hai bên. Rồi, hy vọng hai đứa cùng vun đắp ha. Rồi. Cảm ơn em. Mở đầu câu chuyện hãy phá tan cái bầu không khí nãy giờ nó căng thẳng quá bằng bài hát nào đó đi em trai. Ừ, đúng rồi đó, Hải hát Hải ơi. Dạ. Nãy giờ em thấy nó căng thẳng vô cùng luôn á. Giờ em hát một đoạn nhạc hậu quản đi nha. Rồi. Cho nó vui nha. Hát trước mặt bạn gái, biểu diễn trước mặt bạn gái. Chim rừng liễu lo cánh thơ mộng hoang, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường. Mắt nhìn hai lối khó mong chỉ thông lộ, xin người chỉ giúp giùm cho. Dạ xin hát rồi. Hát hay chứ. Dạ em muốn chỉ cái gì hả? Dạ. Người ta chỉ cho em cái gì? Dạ. Em muốn chỉ cái gì cho em? À, thì chỉ đường chỉ đến cho... trái tim. Là sinh duyên chỉ đường em đến trái tim duyên phải không? Thì Lương Sơn Bá thì nhờ chỉ đường đến Nam Sơn thì em cần duyên chỉ đường đến trái tim. Đó. Dạ. Lương Sơn Bá chúc anh đại ha. Duyên ca lại duyên. Đối lại liền. Em xin tặng anh cũng như là quý vị một bài hát. Bài hát này tên là Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ạ. Em xin hát một đoạn thôi. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Dạ. Tôi bắt đầu vào câu chuyện này các bạn. Cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên gặp mặt đó. Em cảm thấy về anh như thế nào khi mà mới gặp? Dạ thì cảm giác anh là một người hiền lành, chuẩn chạc. Có cảm thấy nóng khó khăn hay là gì không? Dạ, tại không, vì cũng... anh hỏi khảo sát 100 người là có 100 người trả lời đủ hết. Em thấy anh cũng nhìn cũng dễ mến ạ. Cảm ơn em. Dạ, anh nhận xét em thế nào ạ? Thì em là người anh theo anh nhận xét rất là kỹ. Và những gì mà em chuẩn bị làm hay em chuẩn bị nói em cũng suy nghĩ rất là kỹ. Dạ. Mặc dù là em chưa từng, như nãy em nói là em chưa từng có cái cuộc hôn nhân nào, cái mối tình nào. Nhưng mà theo cái cách em nói nãy giờ anh thấy em rất là kỹ. Và đặc biệt là hồi nãy em hát bài hát đó nữa, là anh nghĩ em cũng đã đầu tư cho một cái ý nghĩa của mình muốn nói gì với đối phương. Đây là một người sống rất có lý tưởng luôn á. Dạ. Chưa có người yêu luôn, chưa có nắm tay, chưa có hôn gì luôn á nha em nha. Thì em nói kỹ đó. Xin hỏi anh Hải một xíu, hồi nãy em có nghe anh giới thiệu năm sinh nhưng mà em không biết là em chưa nghe rõ lắm á, anh Hải có thể. Anh sinh năm 1980. 1980. 19 tháng 6, 3 tháng sau là sinh nhật anh. Khi mà tiến tới một mối quan hệ mới thì cái quan trọng nhất của anh Hải là anh Hải nghĩ đến vấn đề gì? Anh nghĩ là mình nên hiểu hôn nhân là gì. Yeah. Hồi nãy anh có chia sẻ rồi. Tại vì anh có hiểu một cái khái niệm đơn giản về hôn nhân thôi. Đó là sự quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và biết coi như là thổ lộ với nhau để chi? Để mình làm cho nó tốt đẹp hơn. Chứ đừng có nghĩ gì về bản thân mình nhiều quá. Rồi làm cho nó không có đồng điệu với nhau. Còn em nghĩ sao về hôn nhân? Em nghĩ hôn nhân thì thứ nhất là cần có sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Đúng đó là cái yếu tố mà em quan tâm. Bây giờ em trai hỏi dạ. Em gái đi. Ví dụ bây giờ em về em lo cho hai đứa nhỏ đó được không? Hay là quan điểm thì mình có, nếu mà mình tiến xa hơn thì có thêm đứa con nữa được không? Thật sự nếu mà chúng ta tìm hiểu với nhau và về với nhau thì thật sự anh bản thân anh cũng không cần phải lo lắng nhiều về bất cứ gì, chỉ cần là thương hai đứa nhỏ giống như là con cháu của mình là được rồi. Và quan trọng là phải thương chồng rồi, thương chồng chỉ... quan trọng thương dạ. Con ha. Dạ tại vì thương chồng thì rồi chúng tụi em sẽ chia sẻ nhau về cách thương con.
Có thể là nếu như mà em giả sử ha, mà sau này mà có cuộc sống chung chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái mâu thuẫn mà tự nhiên là em không muốn cái mâu thuẫn đó nó xảy ra rồi, nhưng mà có mâu thuẫn giữa em hoặc là có những cái hiểu nhầm nào đó giữa em và các bé, thì lúc đó anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Thì anh phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao như vậy, chứ anh cũng không phải thiên về ai hết, anh đặc biệt là thiên về người lớn trước cái đã, để em giải thích trước như thế nào rồi anh sẽ hỏi lại bé. Nhưng mà anh nghĩ cũng không đến nỗi gì đâu. Dạ em chỉ hỏi thôi. Dạ, tại vì anh ở riêng mà. Dạ. Thì cũng thỉnh thoảng vô thăm, tại vì nhà kế bên á là chiều á hai cháu đi học về thì anh vô trong chơi một chút rồi xong về quán. Tức là cái chỗ anh ở là cái nhà anh có nhà riêng cách nhau khoảng 500 mét, mà bên kia này đường bên kia đường. Anh ở là ở quán hay là ở nhà riêng ạ? Ở quán là nhà riêng luôn. À tức là mình tận dụng kinh doanh ở phía trước. Đúng rồi. Thì thật ra là anh làm nhiều thứ lắm. Dạ. Ví dụ ráp lò kẹo kéo, ráp dàn âm thanh, nói chung cái gì có thể kiếm tiền là làm được, là cố gắng làm hết. Bây giờ thí dụ như hai người tiến tới hôn nhân thì em có thể về Biên Hòa sống được không? Phụ quán quán, phụ hỗ trợ chồng để cho cái quán nó phát triển tốt hơn chẳng hạn vậy. Em có làm được không? Bửu Long là cũng khu du lịch rất là lớn luôn á. Dạ, em ở đâu? Hiện tại thì em làm việc ở Hồ Chí Minh. Thì em thấy Đồng Nai với lại Hồ Chí Minh thì cũng không phải là khoảng cách quá xa, nhưng mà cái việc mà em có về phụ quán hay không thì nó sẽ là cái việc của tương lai. Nếu em cảm thấy em phù hợp để em về thì em sẽ về, còn em nghĩ cái đó là quyết định về sau, mình chưa, để mình khi nào mình tìm hiểu rõ hơn thì mình sẽ có những cái quyết định đó. Nếu như bây giờ mà cô gái không chịu về đó, vẫn ở trên thành phố làm việc, thì em trai có chịu không? Dạ không sao hết anh, tại vì thứ nhất là công việc phải lo trước tiên cái đã, rồi xong rồi con tim nó sẽ mách bảo cho chúng ta biết là chúng ta có nên đi hay không. Giả sử như lúc đó mà em không đồng ý về cùng phụ quán với anh thì như thế nào? Thì mình sẽ sắp xếp ra sao? Thì anh ví dụ chúng ta vẫn quen nhau và anh có thể chạy lên chạy xuống để thăm em mà, đâu nhất thiết là phải về liền đâu. Em có thể hỗ trợ đầu tư cho cô ấy phát triển kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh được không? Dạ có thể. Cảm ơn anh. Lên Sài Gòn mở quán được không? Càng tốt nữa anh. Đó, phải nghĩ ra vấn đề thế. Thôi, đó là tương lai. Còn bây giờ thì hai người sẽ cảm nhận nhau mình hẹn hò thế nào ở Bửu Long hay thành phố Hồ Chí Minh. Thử hỏi xem một chút sở thích của nhau. Hẹn hò buổi ban đầu như thế nào? Hẹn hò ở khu du lịch Bửu Long đi. Đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Anh sẽ dắt em đi tham quan hết khu du lịch Bửu Long luôn. Em đã từng tới khu du lịch Bửu Long rồi ạ. Hỏi tôi có ghen không? Mấy bà mà mới lớn chưa biết em, yêu nó ghen dữ lắm. Tánh em có ghen không? Em không biết tương lai thì em không dám nói trước, nhưng mà hiện tại em nghĩ là em không phải là tiếp người ghen. Bởi vì khi mà em nhìn nhận bất cứ một sự việc gì em sẽ nhìn nhận rất là đa chiều. Chứ em không phải nghe bất cứ một ai đó nói thì em sẽ tin tập vào cái lời đó. Không có nấu ăn nó quán không ghen gì nổi nữa. Là ghen. Không ghen phải không? Dạ. Chắc chắn không ghen phải không? Rồi hỏi ổng có ghen không? Anh nghĩ em nên ghen đi. Tại vì ghen thứ nhất là thương anh em mới ghen. Thứ hai nữa là anh cũng có chút giá trị để em phải ghen. Em hỏi lại đi cưng, nhanh đi Duyên. Anh có ghen không? Dạ anh Hải có ghen không ạ? Không, anh rất là ghen luôn. Thấy chưa? Nhưng mà ghen có văn hóa, có nghĩa là phải tìm hiểu coi thật sự là có cái chuyện đó hay không, chứ không phải là cái gì cũng ghen. Ok. Rồi bây giờ nè, Hải bước tới nắm tay cô gái và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nói thế nào đó. Dạ vẫn còn run không anh? Em có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về cuộc nói chuyện nãy giờ. Em thấy anh Hải hơi run. Run lắm rồi. Biết nói làm sao em hiểu lòng anh, từ con tim tha thiết chân thành. Muốn nói với em nhiều lắm, nhưng rồi anh lại lặng câm, đêm ngày thương nhớ âm thầm. Biết nói cùng ai tâm sự đầy vơi, người tôi yêu thương nhất trên đời. Người yêu của tôi thật thà, không mơ cao sang lùa là, không màng phố thị đèn hoa. Cảm ơn, đến hát nữa mà dài quá. Ta nói đi. Dạ nói cái gì em nói là biết nói làm sao em hiểu lòng anh. Bây giờ em nói cái gì không phải là bài hát nữa mà nói tự trái tim của mình đi. Em nói Duyên nè đó sao giờ Duyên. Cái điều mong muốn duy nhất của em bây giờ là bây gì giờ, gì để cho Duyên hiểu luôn. Đó là nên chúng ta nên cho nhau cơ hội tìm hiểu đi ha. Ok nói ra lời luôn đi.
Dạ rồi, em sẽ lát cho số điện thoại liền ha. Người ta trả lời kìa, Duyên hỏi kìa, hỏi cho nhau cơ hội kìa Duyên. Cơ hội hay không thì chút xíu của ấy chút sẽ trả lời bằng nút bấm. Chút xíu nữa thì anh sẽ biết là chúng ta có hợp với nhau thôi. Rồi, ok. Rồi, ngồi đây. Trở về đây. Ghế. Hãy để tay vào nút bấm. Ai thích thì cứ bấm, không thích thì từ từ suy nghĩ. Quan trọng vẫn là duyên. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Đây là tương lai của mình, là người có thể đồng hành với mình trong cuộc sống hay không, người có thể chia sẻ mình tất cả hay không. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm duyên nha. Suy nghĩ thật lòng. Đúng rồi, anh Linh. Chúng ta bấm đúng. Cũng bằng trái tim của mình nha. Em suy nghĩ kỹ cái lời của anh Linh nói ha, đúng không? Và bây giờ chị cũng nghĩ là em phải có thể em nên cho mình một cơ hội. Tại vì cái tuổi của mình nó cũng lớn rồi, đúng không? Thời gian cũng không còn nhiều. Nhưng mà đương nhiên vẫn phải là từ trái tim nha. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút gì đó tại sao em lại không bấm? Dạ, thưa anh Hoàng Linh, giống như là anh Hoàng Linh đã từng nói á, là mình hãy, nếu mình rung động thực sự từ con tim á, thì mình hãy bấm, nếu không thì mình sẽ nhường cơ hội đó cho một người khác phù hợp hơn. Thì em cũng muốn em và anh Hải sẽ có được một người phù hợp hơn đối với mình. Nhưng mà điều này không có nghĩa là anh Hải không phải là người tốt. Đối với hôm nay có duyên đến đây á, thì cũng là một cái mối duyên của em với anh Hải gặp nhau. Và biết đâu khi là bạn, chúng ta lại tìm được nhiều điểm chung và có được nhiều cái mối quan tâm giống như nhau, đồng điệu với nhau, thì chúng ta cũng có thể tiến xa hơn nữa. Chính xác. Rồi, không sao cả Hải. Nghĩ rằng chúng ta là những người bạn. Biết đâu trên con đường đi chúng ta sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó. Đúng rồi. Không, chúng ta vẫn là bạn. Và biết đâu sau này có cơ duyên lại biết đâu xa hơn. Dạ. Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở một điểm vô cực nào đó. Đừng lo lắng điều đó nha. Rồi. Đây là những món quà của các bạn. Quà cáp luôn hết rồi. Quà cáp đây. Hãy nuôi dưỡng biết đâu cái cây một ngày nào đó nó đâu cao lớn, nó biết đâu nó có trái, có hoa, có trái thì sao? Không, em chỉ cần cây kiếm tiền là được rồi. Cây kiếm tiền hả? Nhưng mà để chính em cũng xác định mà Duyên là một người rất là kỹ trong suy nghĩ, trong cái quyết định của mình. Thành ra là chị nghĩ là em cũng hiểu là tại sao cổ không bấm, đúng không? Rồi, đây là một bộ son môi Yurika của thép Nhật Bản, Vina QA tặng cho em. À đây nữa, một làn da thiệt là đẹp, hoàn hảo từ Vanessa. Đây thẻ Diamond đến hệ thống của Fitness và Yoga để tặng các bạn để có thể rèn luyện sức khỏe. Một món quà của Toshiba là một chiếc quạt, một quạt đứng Toshiba. Đây, đây là bé heo. Bé heo mất nếp. Cảm ơn anh. Bé heo tên quen quá. Đây, hãy giữ nó. Dạ, cái kiếm tiền của em nè. Nuôi dưỡng nó nha. Rồi, chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn thật tốt. Biết đâu một ngày không xa, chúng ta sẽ có kết quả rất là tốt đẹp. Dạ. Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình, nửa yêu thương của mình. Chúc các bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Em đi đây. Một nửa mảnh ghép, nó cũng chưa hợp nhau lắm. Mỗi người một mảnh ghép khác nhau. Nếu để cho nó có thể ghép nhau được, thì phải cần gọt giũa rất là nhiều. Cần rất nhiều sự hỗ trợ của rất là nhiều phía. Một chút tiếc nuối nhưng không sao cả. Miễn sao họ tìm được nửa mảnh ghép hạnh phúc là được rồi. Vấn đề không phải là bấm nút mới hạnh phúc. Có đôi khi bấm nút, không bấm nút là hạnh phúc nữa. Hôm nay chúng tôi kết nối được một cặp đôi còn ở phía trước. Thế hy vọng rằng những cặp đôi đó sẽ tìm được cái sự yêu thương mà họ đang hướng tới. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba chất lượng Nhật Bản đã tài trợ chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quay TikTok không Vân? Rồi, lại nha. Mời quý vị khán giả tải và cài đặt ứng dụng NetLove để xem được chương trình sớm và đầy đủ nhất. Rồi, xong rồi đó, đúng không? Rồi, cảm ơn mọi người.